Trong trình bày thì chúng ta cũng phải lưu ý thêm mấy vấn đề như thế này. Riêng về trình bày, nếu mà sách thì nó chỉ có một cột thì nó cũng sẽ đơn giản hóa bớt một tí. Tuy nhiên là dù là một cột hay nhiều cột thì chúng ta cũng cần phải lưu ý mấy vấn đề. Một là chúng ta không để cho cái trình bày của chúng ta nó bị dính vào cái trường hợp là tạo ra những cái thứ gọi là quá phụ hoặc là mồ côi. Quá phụ hay mồ côi ở đây thì nó là cái gì? Nó là cái trường hợp là một từ nào đó nó bị chạy xuống dòng như thế này. Như thế này là hết thì không có vấn đề gì đúng không? Nhưng mà sẽ có những cái trường hợp mà nó bị chạy xuống. Nó bị chạy xuống chẳng hạn như thế này. Đây là một cái đoạn cuối của một khối văn bản. Nhưng mà thay vì việc nó nằm ở trong một trang này thì tự dưng nó lại chui sang, nó chỉ có một tí tẹo nó nằm ở trang bên kia. Đấy. Hoặc là một cái như thế này chẳng hạn. Thì bạn sẽ thấy rằng là nó bị một cái tình trạng rất rất khó chịu là chỉ có một từ hoặc là hai từ nó chạy xuống, nó nằm trên một dòng. Một dòng thì yêu cầu là nào? Một dòng tối thiểu ít chữ thì nó cũng nên có từ 3 3 từ trở lên. Thì nó mới nên tồn tại thành một cái dòng. Chứ còn nếu mà một dòng mà do cái nội dung gì đó mà nó chỉ chạy xuống dưới có một từ hoặc hai từ thôi thì những cái trường hợp như thế này là cái trường hợp mà rất là khó chịu. Về mặt thị giác nó không đẹp. Về mặt mạch tư duy của người đọc nó cũng phải nối trên nối dưới, không đáng có. Những cái trường hợp như thế thì hoặc là chúng ta sẽ giải quyết là một là giúp nó lên, hai là đẩy thêm xuống. Đó. Ví dụ như trường hợp như thế này tôi có thể là giải quyết theo cái cách là chọn cái hỗ trợ ở trên thanh option như thế này. Thì cái phần checking này thì bình thường chúng ta đang thấy là nó không, có nghĩa là không giãn và cũng không không tăng, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta có thể là chúng ta có thể xử lý đó là chúng ta tăng hoặc giảm cái tham số này. Đó. Ví dụ ở đây không là không căng, không giãn. Đấy. Tôi có thể là cho nó âm đi để cho nó làm sao đây ạ? Để cho nó rút lại. Nó rút thì nó rút bớt một một từ một, hai từ ở dưới nó chạy lên dòng trên. Đấy, hoặc là ngược lại là chúng ta có thể là giãn nó ra. Size giờ vẫn thế thôi nhưng khoảng cách giữa các ký tự mà nó tăng lên, ví dụ tôi cho nó như thế này. Đó. Đấy. Thì nó sẽ đôi lúc là nó sẽ đẩy cái đẩy thêm từ xuống dưới. Đấy, đẩy thêm từ xuống dưới thay vì chỉ có một hai từ nó nằm ở trong cái dòng đấy thì nó có thể đẩy xuống thành 3 từ 4 từ gì đó để cho nó về mặt thị giác là nó đảm bảo đấy là một cái dòng theo chuẩn. Đấy. À, cái vấn đề thứ hai nữa là như vừa nãy tôi cũng đã nói rồi là gì ạ? Cố gắng là bật cái chế độ paragraph lên đó. Mà chúng ta bỏ cái hyphenate này đi để cho nó không không bị cái tình trạng là một từ bị nửa trên nửa dưới nối với nhau bằng dấu gạch. Đấy. À, thêm một cái nữa thì chúng ta lại phải lưu ý thêm là nó có cái sự gióng hàng ngang. Tất nhiên là một trang thì nó tương đối là đơn giản thôi. Một trang tương đối là đơn giản nhưng mà một trang mà có nhiều cột thì sao? Nếu trường hợp mà bạn làm đến mà có hai cột đi, ví dụ hai cột thì nó sẽ dẫn tới cái gì? Ví dụ này, hai cột. Đây là ví dụ này. Thì lúc đó chúng ta lại phải lưu ý đến một vấn đề đó là gì ạ? Bây giờ line này nó phải bằng nhau.
Có nghĩa là khi mà tôi đọc thì rõ ràng là tôi đọc theo cột, đúng không? Tôi đọc từ trên xuống dưới, nhưng dù sao đi nữa cái thị trường mắt của chúng ta nó vẫn quét sang cái cột bên cạnh. Và nếu như mà chúng ta làm mà không chuẩn thì nó sẽ dẫn tới cái trường hợp như thế này. Đây, tôi lấy ví dụ. Nó như thế này chẳng hạn. Đấy. Chân của dòng nó lại không bằng chân của dòng kia. Nếu mà trình bày không tốt, trình bày không tốt ở đây thì nó có vài lý do. Lý do thứ nhất có thể là cột nó lệch. Đây ví dụ mình bị đặt cao một tí, thấp một tí. Đó, ví dụ như thế này. Hơi cao hơn một tí, hơi thấp hơn một tí. Trường hợp thứ hai là do nó bị chèn vào những cái tiêu đề nhỏ ở giữa. Bình thường nếu như đây nó chỉ là một cái nội dung không thôi thì không nói. Nhưng mà ví dụ ở đây lại chèn vào một cái tiêu đề nhỏ. Một cái tiêu đề nhỏ thì nó sẽ không có cái size là bằng một cái bình thường này. Nếu mà nó chỉ ở cái dạng gọi là bôn lên thôi thì không sao. Nhưng nếu mà nó lại size là nó thay đổi thì lúc này nó sẽ dẫn tới cái chuyện là nó đẩy cái dòng ở phía dưới xuống nhiều hơn bình thường. Đấy. Tại vì đây này, bạn nhìn này, nếu mà tôi để ở 14 thì cái đoạn giãn dòng này nó là 16,8 thôi, nhưng nếu mà tôi để là 12 thì cái này là 14,4. Thì cái việc mà mình chèn một cái tiêu đề nhỏ vào giữa một cái khối như thế này nó sẽ làm cho thay đổi cái giãn dòng giữa các cái này nó không bình thường nữa. Tất cả những cái này đều là size 12, đều giãn dòng là 14,4, riêng thằng này tự dưng nó là đóng vai trò tiêu đề nhỏ, cho nên khi mà nó có size giờ to hơn thì cái đoạn giãn dòng của thằng này nó lại gây ra cái sự khác biệt. Mà nếu như tôi chèn cái thằng này vào đây thì bạn sẽ thấy là nó dẫn tới cái trường hợp, kể cả bây giờ tôi để cái thằng này nó bằng nhá, bằng đầu bằng chân nhá, đây bằng rồi, nhưng đến lúc này chúng ta gióng này bắt đầu có vấn đề. Đây. Bạn sẽ thấy là chân của cái thằng này là nó không bằng cái thằng này này. Đấy, trong những trường hợp như thế thì mình lại phải có cái sự điều chỉnh. Thường là mình sẽ điều chỉnh cái khoảng cách giữa cái thằng này với thằng này. Đấy. Mình làm sao mình rút nó lên một tí để cho đảm bảo rằng là cái giữa cái chân này với cái chân này là nó bằng nhau. Đấy. Hoặc là đẩy thêm xuống hoặc là rút bớt lên một tí. Thế thường là mình sẽ điều chỉnh ở đâu? Mình điều chỉnh ở cái này. Mình điều chỉnh ở cái đoạn bên dưới của cái tiêu đề nhỏ mình chèn vào giữa dòng này. Đấy, mình điều chỉnh để cho nhấc lên hay hạ xuống cái khối ở bên dưới một tí tiệm. Làm sao cho cứ nhìn ngang cái này là nó phải bằng chân nhau. Đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu không là nó sẽ gây ra cảm giác gọi là không thăng bằng, nó sẽ gây ra cảm giác là lượn lên lượn xuống. Hai cột thôi còn đỡ, nếu mà nó trình bày lại còn hai ba cột, bốn cột đấy, mà mỗi cột nó chỉ cần lệch nhau một tí, chúng ta sẽ thấy nó gập ghềnh. Nếu mà chúng ta nhìn theo cái chiều ngang lúc ấy thì nó sẽ rất xấu, nó sẽ rất khó chịu khi mà người ta đọc. Thì đấy là cái cần lưu ý khi mà các bạn trình bày nhiều cột thì như thế, trang nọ trang kia cũng thế thôi. Từ bên trang này mà nhìn xem sang bên trang này thì mình cũng phải lưu ý là cố gắng là làm cho nó được có lệch quá. Tất nhiên cái khoảng cách nó xa thì rất là khó để mà mình đánh giá. Thêm nữa là những cái việc mà ghép tay rồi đóng quyển có thể nó sẽ có những sự lệch. Đấy, thì những cái lệch đó thì vẫn là cái chuyện mà có thể chấp nhận, nhưng mà riêng ở trong một trang nếu mà đã tạo ra nhiều cột thì kiểu gì cũng phải cân cái cột này lại cho cẩn thận. Đấy là các vấn đề về cân bằng cột hoặc là cân bằng dòng. Chúng ta còn có thêm một cái nữa là cái này, đó là cái xử lý lề. Bình thường thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là tạo ra cái lề ngay từ đầu,
và chúng ta cố gắng là trình bày nó nằm ở trong cái khuôn khổ đó. Tuy nhiên thì cái InDesign nó cung cấp cho chúng ta một cái công cụ tương đối là đặc biệt, đấy là công cụ Gap Tool. Khi nào mà chúng ta cần một cái sự phá cách, chúng ta cần một sự thay đổi thì các bạn có thể sử dụng cái Gap Tool này như là một công cụ để mà giúp chúng ta giải quyết. Gap Tool này nó giúp chúng ta là gì đây? Định nghĩa lại các cái lề này. Khi đặt vào, bạn có thể làm sao đây nhỉ? Đẩy lùi vào một khối như thế này, lùi vào, lùi ra. Mà thay vì việc là bạn phải điều chỉnh cái bát chữ thông thường, cái này nó cho phép chúng ta điều chỉnh một cách trực quan và linh hoạt bằng cách đặt vào và đẩy, kéo. Đấy. Đấy. Và nó cũng có thước đo luôn. Khi nào bằng nhau là nó có thể là báo cho chúng ta. Với cái cách như thế này thì chúng ta có thể làm rất là nhanh. Điều chỉnh độ rộng của khối. Đấy là cái phương pháp để mà chúng ta có thể là điều chỉnh nhanh. Ngoài ra trong một vài trường hợp giống như này, đôi khi là nếu mà chúng ta thay vì việc là chúng ta làm nhiều cột thì chúng ta có thể làm một cột thôi. Nếu như là có nhu cầu cần chia nhỏ ra thì chúng ta cũng có thể làm theo cách như thế này. Thì quay là chủ động này, chúng ta có thể giải quyết như thế này. Đây là chúng ta đang làm một cột. Đó. Nhưng nếu mà thích, bạn có thể xử lý bằng cách là chọn cái này. Sau đó thì lưu ý lên phía trên này. Trường này nó chỉ đang có một thôi. Nhưng nếu mà tôi đánh dấu ở đây, hai này, ba này, nó sẽ tự động nó chia ra từ một cái hộp của tôi ra thành ra nhiều khoản. Đây là một cách rất là nhanh để mà mình có thể là xử lý, mình biến một cái hộp ra thành nhiều cột. Đấy, còn tăng hay giảm cái khoảng cách giữa các cột này thì đây, rộng ra hay thu hẹp khoảng cách giữa các cột. Đấy, còn muốn trả nó về một thì chúng ta chỉ việc là gì đây, thay đổi con số này thôi. Đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là chia cột, chia hàng, có thể